Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa ghi nhận số bệnh nhân mắc cúm A gia tăng. Các bác sĩ lưu ý, do trái mùa nên triệu chứng cúm A thường nặng, sốt rất cao, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây biến chứng. Một tháng trở lại đây, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận điều trị hơn 50 bệnh nhân mắc cúm A, tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người lớn mắc cúm A. Các bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, người nặng hơn thì bị viêm phổi, suy hô hấp. Theo các bác sĩ, việc xuất hiện nhiều ca cúm A vào thời điểm này có dấu hiệu bất thường vì cúm A thường xảy ra vào mùa đông xuân. Thường thì các bạn ấy đa số là cũng đi khám và điều trị ở các cái phòng khám tư 1-2 ngày, sau đấy các cái triệu chứng nó không đỡ thì đa số các bạn mới vào viện. Thì vào viện thì chủ yếu là biểu hiện của nhiễm trùng đường hô hấp hoặc lên viêm phổi, nhưng mà hiện tại thì cũng còn ít trường hợp mà có biểu hiện nặng, diễn biến nặng nguy kịch. Những trường hợp bệnh nhân khi có các biểu hiện của cúm như là sốt, ho, đau rát họng, đau mỏi người thì cần ngay đến các cái cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời. Người dân không nên tự mua các thuốc kháng virus trên thị trường không rõ nguồn gốc để điều trị. Cúm A là bệnh rất dễ lây lan, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người như các điểm du lịch, trường học, khu vui chơi. Thời gian gần đây, nhiều bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng như cúm A, B, sốt xuất huyết, COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều triệu chứng dễ nhầm lẫn. Do vậy, khi thấy xuất hiện các biểu hiện bất thường và ở trong vùng dịch tễ, người dân cần đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng bệnh và đi khám sớm. Nhất là những trường hợp dễ có nguy cơ diễn biến nặng như người già, người mắc bệnh lý nền, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, biện pháp phòng bệnh cúm A hiệu quả nhất đó là tiêm vaccine phòng cúm hàng năm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, hiện tại 114.000 ha lúa mùa trên địa bàn tỉnh đều đang bước vào giai đoạn đứng cái làm đồng và chuẩn bị chỗ bông. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi liên tục nên một số nơi cây lúa bị giảm sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh và sâu gây hại. Cán bộ bảo vệ thực vật, cán bộ khuyến nông đã tăng cường khuyến cáo nông dân kiểm tra phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là đối với bệnh khô vằn, đạo ôn, dày nâu và giò đục nõn phá lúa cũng được phòng trừ kịp thời, mật độ gây hại chỉ từ 1.200 đến 1.500 con trên 1 m². Nhiều nơi đã hạn chế nhanh được tình trạng nấm lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn. Tuy nhiên, ở một số nơi như Nghi Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Cẩm Thủy, do nông dân bón quá nhiều đạm đã khiến cho cây lúa bị yếu, lá xanh mềm rất dễ đổ gãy, có nơi còn bị chết rụi, cách quãng. Thì trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng rất dễ gây ra cái việc dịch hại đối với cái cây lúa trong cái vụ mùa này, vì cái lúa đang trong cái thời gian là rất mẫn cảm với sâu bệnh. Bằng các cái biện pháp này thì chúng tôi cũng đã cử cán bộ khuyến nông cùng với hội nông dân là thường xuyên tích cực tham gia thăm đồng để dự thính dự báo và có các biện pháp để tuyên truyền cho các hộ gia đình là có các biện pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo mùa vụ, đảm bảo phấn đấu vụ mùa là được một cái vụ mùa bội thu. Cùng với việc tăng cường chỉ đạo nông dân chăm sóc lúa, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các địa phương cũng chỉ đạo các đơn vị thủy nông cung cấp đầy đủ nước tưới dưỡng cho lúa trong giai đoạn từ đẻ nhánh đến trổ bông, giữ nước mặt ruộng đúng kỹ thuật để lúa hút dinh dưỡng, sinh trưởng tốt, đồng thời tăng khả năng chống đổ. Kết thúc giai đoạn 1 từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 của chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động, tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 170.300 lượt sáng kiến nộp trên hệ thống trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu cả nước. Các sáng kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia đều có giá trị cao về mặt kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp được khôi phục và phát triển với tổng giá trị làm lợi trên 162 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phân bổ số lượng và giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể đến các đơn vị, chỉ đạo việc thành lập ban chỉ đạo, tổ hỗ trợ sáng kiến cơ sở để hướng dẫn hỗ trợ đoàn viên tham gia và nhập sáng kiến theo dữ liệu phần mềm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong giai đoạn 2, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu sẽ có 120.000 sáng kiến quyết tâm dẫn đầu cả nước. Hiện các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với từng đơn vị cơ sở nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo dừng tiếp nhận cuộc gọi báo cháy qua đầu số 114 trong thời gian chuyển đổi dịch vụ cáp quang. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi sử dụng dịch vụ cáp quang, dự kiến trong 30 phút, từ 1 giờ 30 phút đến 2 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2022, tổng đài tiếp nhận thông tin báo cháy nổ, tai nạn sự cố 114 sẽ không thể nhận được cuộc gọi do thực hiện chuyển đổi dịch vụ cáp quang. Vì vậy, khi có cháy nổ, tai nạn sự cố xảy ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân gọi đến số 02373 917 808 hoặc 02372 924 777. Sau thời gian trên, tổng đài 114 sẽ hoạt động trở lại bình thường. Công an tỉnh trân trọng thông báo. Từ ngày 20 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự toàn giao thông. Sau hơn một tháng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những tín hiệu đáng mừng. Trong hơn một tháng qua, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có gần 1.000 lượt xe chở quá tải vi phạm kích thước thành thùng. Trong tháng 7 năm 2022, tai nạn giao thông trên địa bàn Thanh Hóa giảm cả 3 tiêu chí, với mức giảm trên 40% về số vụ, trên 30% về số người chết và 20% về số người bị thương. Kết quả của đợt cao điểm là rất đáng mừng, tuy nhiên không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có thể tập trung cao nhất quân số, phương tiện để xử lý vi phạm. Nếu các biện pháp xử lý vi phạm không được duy trì, ý thức của các chủ phương tiện, người tham gia giao thông không được nâng lên, thì những kết quả đã đạt được về đảm bảo an toàn giao thông sẽ khó duy trì. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan trải nghiệm thác Nạm Me từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân là thời gian qua, lượng khách du lịch đến thác Nạm Me, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình ngày càng đông, lượng rác thải phát thải lớn gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, đường lên thác Nạm Me có độ dốc rất lớn, vách đá dựng đứng trơn trượt, việc đi lại nguy hiểm. Các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách lên xuống chưa có, nguy cơ mất an toàn tới tính mạng và tài sản của du khách khi đến tham quan trải nghiệm. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 284 triệu đồng đối với chi nhánh Yên Bái, công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer về các vi phạm về môi trường trong chăn nuôi tại thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Ngoài ra, yêu cầu doanh nghiệp rà soát, cải tạo công trình xử lý nước và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. Công an tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra phát hiện xe ô tô do Đoàn Xuân Phương trú tại huyện Bố Trạch điều khiển có 50 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Số ma túy này Phương mua của Bùi Ngọc Bảo Trung trú tại thành phố Đồng Hới và dự định mang về sử dụng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Ngọc Bảo Trung, phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn, hơn 1.700 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và một túi heroin. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Bình, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng Thị Bình là kế toán trưởng một công ty kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Đối tượng đã vay tiền lãi suất cao từ nhiều người để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng. Sau đó không có khả năng trả nợ, Bình rời khỏi nơi cư trú. Hơn 100 người bị hại ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Lực lượng chức năng huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng đang mua bán 4 bánh heroin có trọng lượng khoảng 1,4 kg tại bản chợ xã Lê Lợi. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên là của Ly A Và, gửi xe khách từ huyện Mường Tè về huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và gọi Ly Tái Súa ra nhận ma túy mang đi tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra xử lý vụ án. Chiều ngày 27 tháng 7, tổ công tác của Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang phóng viên và cộng tác viên của một số cơ quan báo chí đang nhận trên 100 triệu đồng của một doanh nghiệp. Trước đó, ba phóng viên cộng tác viên này đã móc nối với nhau để điều tra và đăng tải nhiều bài viết về sai phạm đất đai ở Cao Bằng, sau đó gặp gỡ với tổ chức, cá nhân doanh nghiệp để thỏa hiệp và có dấu hiệu tống tiền. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn.
Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 TTVA@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.